cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh youtube chính thức của báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết chiến dịch tấn công của Nga ở tỉnh Kharkov đang chững lại khi yếu tố bất ngờ đã không còn. Phát ngôn viên quân đội Ukraine Andriy Kovalev cùng ngày khẳng định Nga chưa đạt được bước tiến mới tại mặt trận Đông Bắc và đang hứng chịu tổn thất nặng. Sau gần một tháng tấn công, Nga chưa kiểm soát được thành phố Kharkov, thủ phủ của tỉnh, đồng thời là đô thị lớn thứ hai ở Ukraine, cũng như trung tâm văn hóa, kinh tế của nước này. Lực lượng Nga đang bị chặn lại ở khu vực cách thành phố khoảng 25 km về phía bắc. Ukrainska Pravda đưa tin trong bài phát biểu tối ngày 8 tháng 6, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng việc Nga không thực hiện được chiến dịch Kharkov là một kết quả rất có ý nghĩa. Ông nói. Hôm nay tôi đã nói chuyện với Tổng tư lệnh về tình hình chung. Một kết quả rất đáng chú ý là quân đội Nga đã không thực hiện được chiến dịch Kharkov của mình. Chúng tôi đang cầm chân họ càng nhiều càng tốt và tiêu diệt các đơn vị Nga tiến vào đất nước của chúng tôi. Khu vực Kharkov được củng cố và sẽ được tăng cường hơn nữa. Cũng có báo cáo về khu vực Donetsk, nơi tình hình khó khăn nhất. Nhà lãnh đạo Zelensky cũng nhấn mạnh công việc đang được tiến hành để cung cấp thêm lực lượng dự bị cho quân đội Ukraine. Tổng thống nói, giờ đây, nhờ các cuộc đàm phán và gặp gỡ ở Pháp, chúng tôi có được các giải pháp mới cho quốc phòng Ukraine từ Pháp và Mỹ. Cảm ơn các bạn. Có tiến bộ về pháo binh, bao gồm cả việc sản xuất đạn pháo cỡ nòng 155mm ở Ukraine. Chúng tôi đang chuẩn bị một nền tảng sản xuất mới, cũng sẽ có nhiều cơ hội hơn cho phòng không và tác chiến điện tử của chúng ta. Tuy nhiên, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cảnh báo phương Tây chỉ còn cách vài cm tiến tới xung đột trực tiếp với Nga. Theo ông, Liên minh châu Âu, EU và Mỹ hiện cần thay đổi để tránh kịch bản xảy ra xung đột với Nga. Trong cuộc phỏng vấn với TV2 vừa qua, ông Orbán cho rằng với tất cả các cuộc thảo luận liên quan tới gửi thêm vũ khí và thậm chí cả binh sĩ tới Ukraine, phương Tây đang trên con đường hướng tới xung đột. Ông cho rằng khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ vào năm 2022, hầu hết các nước EU, bao gồm cả Đức, tuyên bố chỉ hỗ trợ thiết bị phi sát thương cho Kiev như mũ bảo hiểm. Nhưng sau đó, các nước phương Tây đã cung cấp cho Kiev nhiều loại vũ khí và đạn dược. Với tốc độ này, không phải cường điệu hóa khi nói chúng ta chỉ còn cách điểm dừng cuối cùng vài cm khi binh lính Tây Âu hoặc Mỹ xuất hiện trên lãnh thổ Ukraine. Chúng ta chỉ cách vài cm xảy ra xung đột trực tiếp với Nga vào thời điểm này. Ông cho rằng hầu hết các nhà lãnh đạo đang nắm quyền ở phương Tây không nhận ra điều đó. Ông nói thêm, tình hình vẫn chưa đạt đến điểm không thể quay đầu và để ngăn chặn bùng nổ xung đột với Nga, phương Tây cần có sự thay đổi. Ông Obama nói, chúng ta đang ở thời điểm áp chót để đảo ngược bùng nổ giao tranh toàn diện. Để làm được điều đó, chúng ta cần có sự thay đổi ở Brussels và Washington." Nếu các nhà lãnh đạo châu Âu muốn có hòa bình ngày hôm nay, thì trong vòng 24 giờ sẽ có lệnh ngừng bắn ở tiền tuyến. Tất cả những gì họ phải làm là nói, những người Ukraine thân mến, lệnh ngừng bắn là cần thiết, chúng tôi cần dừng lại, chúng tôi sẽ không cung cấp thêm vũ khí và tiền bạc cho đến khi có lệnh ngừng bắn và đàm phán hòa bình. Thậm chí, Thủ tướng Orbán cho rằng cơ hội tiến tới thỏa thuận hòa bình ở Ukraine sẽ lớn hơn nếu ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11. Trước đó, ông Trump nói sẽ chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trong vòng 24 giờ nếu ông tái đắc cử. Theo hãng tin Sputnik, ông Apti Alaudinov, chỉ huy của Akhmat cho biết lực lượng này đã được điều động tới mặt trận Kharkov. Ông khẳng định Akhmat luôn đi đầu ngay từ những ngày đầu tiên trong hoạt động quân sự của Nga. Ông Alaudinov nói, chúng tôi chưa bao giờ ở tuyến thứ hai, chúng tôi chưa bao giờ đi sau bất kỳ ai, thật vui và hãnh diện khi chúng tôi được triển khai tới khu vực quan trọng Kharkov. Lịch sử của Akhmat bắt đầu từ năm 2009, khi lãnh đạo đầu tiên của Cộng hòa Chechnya thuộc Nga Akhmat Khadji Kadyrov tán thành việc thành lập đội phản ứng nhanh đặc biệt Akhmat. Đơn vị này được thành lập trên cơ sở một trung đoàn quân cơ giới đặc biệt của Bộ Nội vụ Nga, bao gồm các cựu thành viên cơ quan an ninh của Akhmat Kadyrov. Lực lượng Akhmat được cho là có 4.000 thành viên. Một số nguồn tin cho hay hơn 13.000 tình nguyện viên từ các khu vực của Nga đã gia nhập lực lượng này. Trước đó, họ đã trải qua huấn luyện chiến thuật và hỏa lực tại Đại học Lực lượng Đặc nhiệm Nga ở thành phố Kudemets thuộc Cộng hòa Chechnya. Vào những năm 2010, lực lượng Akhmat giúp chính quyền địa phương xóa sổ các nhóm vũ trang bất hợp pháp còn lại ở Cộng hòa Chechnya. Vào cuối tháng 2 năm 2022, lãnh đạo Cộng hòa Chechnya Ramzan Kadyrov tuyên bố triển khai đơn vị Akhmat gồm 2.000 binh sĩ tới khu vực hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine. Cuối năm 2022, các chiến binh Akhmat nắm quyền kiểm soát thành phố Rubesnoy thuộc Cộng hòa Nhân dân Lugansk, LPR tự xưng. Ngay sau đó, đơn vị Akhmat được điều động tới Severodonetsk của LPR để giành lại quyền kiểm soát thành phố này. Tháng 9 năm 2022, lực lượng đặc nhiệm Akhmat đã đẩy lùi thành công cuộc tấn công của quân đội Ukraine gần làng Berestovoy thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk, DPR tự xưng. Vào năm 2023, đơn vị Akhmat thực hiện nhiệm vụ ở khu vực Donetsk và Artemovsk do nhóm chiến đấu Juk phía nam của Nga kiểm soát. Đặc nhiệm Chechnya do nhóm chiến đấu Juk phía nam của Nga kiểm soát. Đặc nhiệm Chechnya, lực lượng gồm hàng nghìn binh sĩ được huấn luyện, trang bị đầy đủ đã triển khai đến chiến trường Ukraine để hỗ trợ quân đội Nga. Địch thần lãnh đạo Kadyrov cũng nhiều lần tới tiền tuyến ở Ukraine. Chỉ huy Alaudinov cho biết Akhmat đã thích nghi với việc triển khai lực lượng ở khu vực Kharkov. Trong khi đó, nguồn tin của hãng thông tấn TASS vừa qua cho biết, hầu hết lực lượng Ukraine được triển khai đến vùng Kharkov đều là những tân binh chưa trải qua khóa đào tạo chuyên biệt. Lực lượng Nga cũng đã tiến hành các cuộc tấn công ở vùng Kharkov từ ngày 10 tháng 5, đẩy lùi lực lượng Ukraine và giành quyền kiểm soát một số khu định cư ở biên giới. Moscow tuyên bố đặt mục tiêu tạo vùng đệm an toàn để hạn chế việc quân đội Ukraine tấn công các vùng biên giới Nga. Theo New York Times, việc Nga kiểm soát Kharkov có thể làm mất tinh thần của người Ukraine và các đồng minh của họ, tạo ấn tượng rằng sau hơn 2 năm, cuộc xung đột hầu như không có gì thay đổi, buộc Kyiv phải đàm phán đình chiến với Nga. Tối mùng 8 tháng 6, Bộ Quốc phòng Israel đã công bố một loạt video liên quan tới cuộc giải cứu thành công 4 con tin sau 245 ngày họ bị giam giữ ở giải Gaza. Các video này ghi lại những mốc dấu chính trong quá trình giải cứu các con tin này từ lúc ở giải Gaza tới khi đưa lên máy bay trực thăng hạ cánh xuống đất Israel cùng cảnh họ đoàn tụ với gia đình. Quân đội Israel thông báo bốn con tin gồm ba nam và một nữ bị Hamas bắt cóc tại lễ hội âm nhạc Nova ở khu định cư Reim, miền nam Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023 đã được giải cứu và đưa đến bệnh viện để kiểm tra y tế. Tất cả đều trong tình trạng tốt. Danh tính bốn con tin người Israel là Noah Agamani, 25 tuổi, Anmok Meijan, 21 tuổi, Andrei Kozlov, 27 tuổi và Slomijip, 40 tuổi. Kênh News 12 của Israel phát hình ảnh Agamani cười và ôm cha của cô khi gia đình đoàn tụ. Quân đội Israel cho biết lực lượng đặc nhiệm nước này đã đột kích hai vị trí của Hamas ở Nusrat, miền trung Gaza. Họ giải cứu Agamani tại một địa điểm, Meijan, Kozlov và Jeep ở địa điểm thứ hai. Trong quá trình giải cứu, lực lượng cứu hộ đã phải đối mặt với sự tấn công dồn dập của Hamas ở Nuserat, buộc lực lượng mặt đất và không quân Israel phải tiến hành các cuộc tấn công lớn trong khu vực. Các cuộc tấn công này nhắm vào các khu vực nơi lực lượng Hamas nổ súng nhằm bảo vệ lực lượng cứu hộ và các con tin. Các tay súng của Hamas cũng bắn tên lửa phòng không vào trực thăng của Israel tham gia chiến dịch giải cứu. May mắn là không quả tên lửa nào trúng đích sau khi các con tin được đoàn tụ với gia đình thủ tướng benjamin netanyahu đã tới thăm chúc mừng đồng thời tuyên bố israel không đầu hàng khủng bố và đang triển khai các hoạt động một cách sáng tạo và dũng cảm để đưa các con tin bị hamas bắt giữ ở gaza về nhà người đứng đầu chính phủ israel cam kết sẽ tiếp tục hành động như vậy trong tương lai không buông xuôi cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành và đưa tất cả các con tin trở về nhà dù họ còn sống hay đã chết trước đó tổng thống mỹ joe biden Ngày 31 tháng 5, thông báo về đề xuất toàn diện hướng tới lệnh ngừng bắn lâu dài cùng việc trả tự do cho toàn bộ con tin ở Gaza. Đề xuất có 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 sẽ kéo dài trong 6 tuần, bao gồm lệnh ngừng bắn hoàn toàn và việc quân đội Israel rút khỏi tất cả các khu vực có dân cư ở Gaza. Giai đoạn 2 chưa xác định độ dài, trong đó Israel và Hamas sẽ đàm phán các điều khoản về chấm dứt vĩnh viễn hành động thù địch, lệnh ngừng bắn sẽ tiếp tục được gia hạn cho đến khi quá trình đối thoại kết thúc giai đoạn cuối tập trung vào kế hoạch tái thiết quy mô lớn cho giải Gaza. Hamas tuyên bố sẵn sàng tham gia theo cách tích cực và mang tính xây dựng, với mọi đề xuất giúp dân tới lệnh ngừng bắn vĩnh viễn. Israel rút quân khỏi giải Gaza, tái thiết khu vực, giúp người tị nạn quay về nhà và trao đổi tù nhân nếu Tel Aviv đưa ra cam kết rõ ràng. Thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh nói Israel không thể áp đặt lựa chọn của họ lên Hamas và nhóm sẽ không bao giờ chấp nhận một thỏa thuận không đảm bảo an ninh cho người Palestine ngày 7 tháng 6, ba quan chức Yemen nói với hãng tin Reuters rằng lực lượng vũ trang Houthi đã bắt ít nhất 15 nhân viên người Yemen làm việc tại các tổ chức quốc tế, bao gồm Liên Hợp Quốc và tổ chức phi chính phủ Mỹ có trụ sở tại quốc gia Trung Đông này. Theo các quan chức này, trong một loạt cuộc đột kích hôm 6 tháng 6, các chiến binh Houthi bắt 9 nhân viên Liên Hợp Quốc, 3 nhân viên của Viện Dân Chủ Quốc gia, NDI do Mỹ tài trợ và ba nhân viên của một nhóm nhân quyền địa phương. Các chiến binh hậu thi đột kích vào nhà và văn phòng của những người này, tịch thu điện thoại và máy tính. Các quan chức Yemen cho hay, các nhân viên Liên Hợp Quốc bị hậu thi bắt làm việc cho văn phòng nhân quyền và văn phòng các vấn đề nhân đạo. Ở một diễn biến liên quan, Liên Hợp Quốc ngày 7 tháng 6 kêu gọi thả ngay lập tức các nhân viên của cơ quan này bị lực lượng hậu thi giam giữ. Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stefan Duzaric cho biết, Chúng tôi đang theo đuổi tất cả các kênh có sẵn để đảm bảo việc thả tất cả những người này một cách an toàn và vô điều kiện càng sớm càng tốt. Các nhân viên trên của Liên hợp quốc đã bị bắt giữ ở nhiều nơi khác nhau trên đất nước đang bị xung đột tàn phá. Các quan chức của chính phủ Yemen được quốc tế công nhận cho biết, một số nhân viên của các tổ chức quốc tế khác cũng bị bắt giữ. Điện thoại và máy tính đã bị tịch thu trong các cuộc đột kích của lực lượng Houthis nhằm vào nhà ở và văn phòng của nhân viên quốc tế diễn ra vài tháng sau khi thi tấn công các tàu thương mại ở Biển Đỏ. Các vụ bắt giữ cho thấy những rủi ro mà các nhân viên cứu trợ phải đối mặt ở một quốc gia nơi cuộc nội chiến kéo dài hàng thập kỷ, được cho là đã làm hơn 150.000 người thiệt mạng và gây ra một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh lực lượng hầu thi phải đối mặt với những khó khăn kinh tế ngày càng gia tăng và các cuộc không kích do Liên quân do Mỹ dẫn đầu tiến hành. Lực lượng hầu thi vẫn tiếp tục nhắm mục tiêu vào các tàu thương mại ở Biển Đỏ, dẫn đến các cuộc không kích trả đũa của Mỹ và các đồng minh.